Công việc hàng ngày của mình thì đi mua cây nha cả nhà. Có ai bán cây thì nhớ liên hệ qua cho mình qua số điện thoại nha cả nhà. 0376250142 nha cả nhà. Bữa nay quá mưa cả nhà ơi. Mưa bão luôn á. Bữa nay mình đi xơ ớt mấy cái gãy cả nhà ơi. Mà cả nhà theo chân mình đi xơ ớt nha cả nhà. Lâu quá rồi, giờ mùa mình không có đi soi nữa tại vì hết mùa rồi. Bữa nay mưa quá mưa là mình đi vô gãy mình soi thử rồi có nghe cả nhà. Mời cả nhà theo chân mình đi nghe. Đi động đi cả nhà. Để mình đi ra đồng cả nhà ơi. Chắc này mình ra tới đồng rồi cả nhà. Đây là mấy clip gãy nè cả nhà ơi. Xe này của người ta đang làm công trình nè. Lớp 10 bữa nay bão quá trời nó mưa. Đây cả nhà ơi. Đây hai ba con luôn. Ô cặp luôn cả nhà ơi. Cặp với một con. Vô cái đợt này thì hết mùa rồi cả nhà ơi. Vô mùa nước, gần tới mùa nước rồi. Ô cặp ếch quá to luôn. Nè cả nhà. Cặp ếch khổng lồ luôn cả nhà ơi. Quá to à. Nè cả nhà. Đó. Bả luôn, bỏ vô. Còn nữa nè, ít cái nữa cả nhà ơi. Bự bành bành không. Ít cái coi nè. Thấy chưa? Ít cái 300 g không. Bành bành không trời. Ủa đây cặp nữa, đây cặp nữa cả nhà. Ba con rồi. Cặp này chắc nhỏ quá. Nhất này cũng ba giờ mấy gần 4 giờ sáng. Mưa quá mưa mình không có đi. Ngủ tới giấc này mình đi ra gãy mình kiếm ăn cả nhà ơi. Đây. Thấy chưa? Ê, chết, 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 chết. Vô. 5 con nữa nha. Con nó nhảy đâu rồi ta? Mới nhảy xuống cái clip. Chắc nhảy vô luôn quá. Rồi nhảy vô luôn, nhảy vô clip, vô trong đó luôn. Đây nữa. Cặp nữa. 5 con rồi. Giờ cặp này nữa là 2 con nữa, 7 con. Đây cả nhà. Ít rồi, bành bành không cả nhà. Quàm tay không á. Thấy ham không? Nữa vậy ta. Ồ, còn nữa. Này còn chứ không phải con cặp. Tám con.
Cái này mà mình đi sớm á, mình đem cái máy tục theo bình tục, bắt lai gai tới sáng là ngon luôn đó nhà. Trong lớp gãy ở trong cái này á thì hầm hố không à. Mình có cái máy tục là mình tục ra hết trơn. Lớp gãy này cũng hai con mấy đất à. Cái gì ta? Không phải. Hết luôn cả nhà ơi. Hết luôn. Được có 8 ếch, 8 vẫn còn gì. Chắc 8 ếch. Cái này mình gọi nó nhảy vô. Đây còn người ta nó mọp xuống. Mình đi gần sáng luôn. Mình đi giúp phi mình đem theo cái máy tục ngon. Đây. Đó, còn sót lại nè. 9 con. Còn 9 ếch à. Còn ếch đực. Hết ếch luôn nha. Chín ếch nghe nha, im kỹ coi, chín ếch đó này, bắt cũng đủ ăn rồi. Vô cái vụ này hết mùa hết rồi cả nhà ơi, bắt theo gãy nè. Hết luôn thôi, bây giờ mình cũng tới đây nó ngưng nghe cả nhà. Video mình bắt có mấy phút rồi cả nhà ơi. Cả nhà nhớ xem cho mình, ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh nha cả nhà. Để mình có động lực ra video mới cả nhà ơi. Giờ hết mùa ếch rồi. Giờ mình tiến hành thì mình đi săn bắt vô mùa nước thì mình đi săn chuột đồ gắn đồ cả nhà ơi. Giờ công việc hàng ngày của mình thì đi mua cây nha cả nhà. Có ai bán cây thì nhớ liên hệ qua cho mình qua số điện thoại nghe cả nhà, 0376250142 nghe cả nhà. Mua các loại cây nghe cả nhà. Rồi bye bye cả nhà nghe. Hẹn cả nhà video tiếp theo nghe cả nhà.